Xin chào anh em, lâu rồi mình có không làm con Nova này và ngày nay làm thì cũng quay sơ cho anh em coi nhé. Đây cái củ máy Nova này mình mới ráp xong cái phần gen đi tay gen mới nhé. Và thì mình cũng có video ráp cái củ máy Teva Nova này trong kênh của mình rồi nhé. Anh em cũng coi thì tìm lại trong kênh nhé. Và đây phần ngoài vách côn vách số đây là mình cũng ráp xong, và đây là cái phần đồ của nó nhé. Đây những cái đồ mình đã đi làm về, và mình đã có một nòng này bê tông lên cốt đây nhé, xoáy lên cốt 50 này, nó đã xoáy xong và đi trái mới bạc mới rồi. Còn đây là bộ côn của nó nhé. Bộ côn mình đây là cái bộ côn mình đã thay đổi bộ côn khác, vì là cái côn cũ của nó bị côn cũ bên đây của nó bị mòn, nó mòn quá rồi, nó bị khuyết quá nên là mình sẽ đây nó lên cái đường nó khuyết đi này, nó khuyết nên mình sẽ bỏ. Và đây cái mặt trên của bố này nó cà, nó khuyết đi nhiều quá nên giờ cái nồi này thì mình sẽ bỏ đi. Và mình sẽ đây này, đây còn nó cấn cái răng nó sâu xuống nhá, đó mình bỏ đi và mình sẽ thay một cái nồi khác. Nồi này nồi rã trong xe ra nhá, bây giờ hàng mới thì đấy cái nồi rã trong xe ra nhưng còn rất là ngon nhá, đó chưa mòn một tí nào hết này đó, nên là mình sẽ thay nguyên cái bộ nồi này vô. Ở vì giờ sau mình sẽ gác máy lên và mình sẽ nổ thử, và mình sẽ chia sẻ một số cái kinh nghiệm để khi ráp máy căn chỉnh cho nó sao cho nó êm cho anh em nhé. Nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón xem video sau của mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau.